Hello, everybody, welcome to Health Về Cà Tây. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Health Về Cà Tây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game một con game tu tiên tiên kiếm kỳ duyên phiên bản 2024 ha. Trên full kim nguyên bảo cũng như là đầu vô là được 20 tỷ thường và 20 tỷ khóa nha các bạn ơi. Ủa lộc, 2 tỷ thường và 2 tỷ khóa. Rồi, ok, cắn hết mấy cái rương đồ này nọ. Rồi ở đây game nhận rất là nhiều quà, đó là mở hết cái coi này ra luôn. Ok, xong rồi cái mình mặc cái set trang bị bậc 12 này vô ha. Đây, bậc 12 luôn nha. Đó. Rồi, trang bị vô kịp không? Rồi, không kịp. Đậu xanh á. Ok. Ok, rồi. Vừa vô là được 2 4 6 7 65 triệu lực chiến. Đó, rồi bây giờ để cho nó tự chạy đi ha. Chúng ta đến với thông tin server nhanh gọn lẹ luôn nè. Đây, chúng ta có con ở này là gọp server rồi. Đâu rồi? Xúc tiến, đây. Gai mở S49 lạc kê 10 giờ ngày 11 tháng 4 2024. Máy chủ duy nhất có thể gộp server, treo máy nhận kim nguyên bảo, cài cuốc đồ VIP, free iOS, Android PC, tải game tại link nè ha. Nhận thuyết code nhóm Zalo khuyến mãi đặc biệt 2 ngày duy nhất nè. Nhân 4 khi nạp qua Momo Banking. Nhân 3 với thẻ cào, thời gian là 10 tháng 4 ha. Đó, tặng bộ code VIP nè. Đó, cập nhật phiên bản mới siêu cài cuốc nè. Event hàng ngày nè, gộp định kỳ nè, tạo nhân vật nhận ngay 888 triệu kim nguyên bảo, full set đá cấp 15, bách chiến cấp 11. Trên quái rơi kim nguyên bảo, cài chai lên VIP, treo máy offline nhận kim nguyên bảo. Săn boss nhận đồ VIP, tất cả vật phẩm đều có khi săn boss nè ha. Sự kiện chia sẻ nhận quà siêu VIP nè. 100 triệu kim nguyên bảo, set đá cấp 19, thú cưỡi VIP, thiên giới tọ kỵ. Like, share, comment cái kiểu ha. Fanpage group nè ha. Ok. Rồi ở đây có xúc tiến nhận quà nè ha. Ai mở xúc tiến like xe nhận 100.000 xu và 50.000 tích nạp hàng ngày gì nè. Đây có code ngày luôn nè. Rồi, bây giờ đi qua nhập code thôi. Cái này gộp server. Đâu mất mẹ nữa rồi. Này đúng không ta? Đúng rồi. Code, feed code. Ủa cái kho code đây, danh sách code. Đây, danh sách code rất là nhiều ha. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau nhập hết cái này vô. Đó. Này là game có sẵn nha các bạn ơi. Đấy, ok. Ủa cái này mà nhập chưa ta? Ôi, code nhập khá lâu thôi. Để heo nhập xong hết đi rồi chúng ta quay tiếp ha. Rồi nhập xong hết thì nhận quà nè. Đó, kim nguyên bảo thời trang Nguyễn Hóa hiếm nè. Rương đá. Ủa đây, rương đồ tùm lum hết. Đó, thiên giới vũ vật nè. Rồi đá 18, gói Nguyễn Hóa hiếm, đồ tài lê học me. Ok. Rồi cái này là nó kêu bay qua đúng không? Trời ơi, ghét cái hướng dẫn này nhất. Ở đây có cái cầu nè, chứ không phải là không có đâu. Đi bộ qua là được rồi. Còn bắt bay qua, còn hạ xuống. Nào, nhận hết cái đống này coi. Ok, đó, cánh đồ này nọ.
Ôi, tướng nhỏ xíu mà cho xài cái cánh to dữ vậy bộ. À, ok. Rất nhiều bầu ơi. Rồi đây đó, xếp lại cho ngang ngắn dùng toàn bộ ha. Đó, rồi rất nhiều luôn nè. Nào là cánh rồi hú cưỡi rồi có thần ma đây nữa nè ha. Đó, rồi có đá nữa. Nhưng mà hình như là bây giờ mình chưa có đi ghép được. À, chưa cắn viên kim nguyên bảo nạp đầu luôn hả? Đậu xanh đó. Ở đây ghép chưa đủ level 83 mới ghép được. Trời ơi, ok. Rồi, sử dụng cái để mà chạy nhiệm vụ cho nó lẹ chứ gì hết à. Đó, chủ yếu là để sử dụng cái phù này nè. Đó, chạy nhiệm vụ cho nó nhanh. Ok. Đó, nhận được kim nguyên bảo nữa kìa. Nói chung là chạy nhiệm vụ cũng có kim nguyên bảo nữa các bạn ơi. Đây, thần hú, thần binh gì tà lê hột me hết. Đó, tới đây là anh em đã biết cách chơi rồi đúng không? Con này cũng không xa lạ với nhiều anh em. Thì hôm nay thấy em nó chuẩn bị có server mới. Thì báo anh em nào có chơi thì vào chơi ha. 10 giờ ngày 11 tháng 4. Rất nhiều quà luôn. Đó, nhiều quà, nhiều thời trang, skin, đồ thần ma, đồ tà lê hột me hết. Đó. Đánh boss là có tỷ lệ rơi kim nguyên bảo đâu nữa. Nâng cấp thần ma đồ lên đồ ha. Đó. Ôi thần ma là phải qua bên kia mới mở được con thần ma. Ok, tích nạp hàng ngày nữa nè. Đó, mở ra nè ha. Rồi phúc lợi, điểm danh nhận kim nguyên bảo nữa nè. Đó, rất nhiều luôn. 20 củ ha. Rồi đá 18, 19 gì tà le học me luôn. Đấy. 90 mấy rồi, chắc ghép được rồi. Ôi, chúng ta phải qua bên kia chúng ta ghép đá lại cái. Ủa, bấm. Dạo này chưa già mà hơi khó tính tí. Rồi, cường quá. Vậy là thấy vui rồi. Để cho ta đi ghép đá cái đi. Đây, ghép lại. Đá bé bé chúng ta sẽ ghép lên đá to hơn. Ủa, ủa gì kỳ vậy ta? À đây. Đó đúng rồi đó, ghép hết luôn. Cái nào có là ghép lên. Rồi ghép lên xong thì chúng ta đem vô, chúng ta khảm bảo hạch thôi. Đó, một viên nè ha. Một viên nè ha, đá 19 luôn. Một viên 18 nè, 18 đồ nè ha. Rồi đây HB, rồi bảo hạch phòng thủ nè. Đó. Rồi đây bảo hộ nè. Đó, quá trời lực chuyển luôn. Tại vì anh em muốn khảm cái gì khảm, nhưng mà khảm thủ máu đồ này nọ thì lực chuyển tăng nhiều hơn. Cứ thủ là lực chiến năng nhiều hơn à. Thấy game nào cũng như vậy các bạn ơi. Cứ ép đá hủ nhiều vô là ta nói lực chiến lên ào ào luôn. Hồi đó chơi một số game bắn nhau đồ cũng vậy. Cũng ép đá phòng thủ không? Bảo hạch phòng thủ đồ. Rồi, đó. Bảo hộ nữa nè. Đó. Đó, lực chiến 780 triệu đúng không? 2, 4, 6, 8. Ôi, 7 triệu 8 luôn chứ nói gì 700 mấy. Đó, rất nhiều luôn nha anh em ơi. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm nha. Đó, 3D đồ luôn. Này, đây là một trong những server mà heo thấy đông anh em chơi nhất nè. Nhóm Zalo mà 1.000 thành viên luôn đó. Rồi, ok. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cũng mà nó mở thần ma chưa ta? Đây, đây, đây. Bây giờ mở thần ma nè. Đây. Mình vô mình mở hết mấy con thần ma ra cái. Ok. Rồi, lên thần ma đi. Đây, thần ma là mình được tặng free hết nè. Đó. Đó.
Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn.